Trời ơi. Nói chuyện. Xin chào, hiện tại thì mình đã có mặt ở Nha Trang rồi. Và đây là cái nơi mà mình đã muốn đến từ rất là lâu. Và hiện tại thì mình đang ở ngoài biển. Biển đường Trần Phú đúng không? Đây ở một cái biểu tượng của Nha Trang, đó là tháp Chầm Hương. Bây giờ mình đi đến đó nha. Hôm nay nghe nói là đang có bão á, nên là nó trời nó thời tiết nó cũng hơi tối một xíu. Nhưng mà cái là biển rất là đẹp. Hôm qua mình có tắm biển ở đây rồi, nhưng mà hôm qua sóng rất là mạnh nha. Bây giờ mình sẽ đi ra biển đi tắm. Biển Nha Trang tuyệt vời. Giờ mình sẽ ra biển tắm. Tắm biển, tắm biển, tắm biển thôi. Trời ơi. Nói chuyện. Đây nè. Cứ sắp lại vô trong từ cầm phim. Ủa sao? Gì tôi không có con cá luôn á. Đẹp quá Sơn ơi. Đẹp quá Sơn ơi.
Oh my god. Ê, lại sao? Chào bé. Chào bé. Mắc cười quá. Hôm nay là tính đi đảo Phỉ nữa nhưng mà tại vì hôm nay bão quá thì nó không có ra được á, nên là chắc không phải hôm nay rồi. Mưa lớn rồi. Xíu. Lớn. Đi mệt quá. Đi không được đi đấu khỉ nữa chứ. Anh đi vô không xong? Vô. Sao cái nhà không vô? Đi hết chị đi ba giờ cho vui. Quy là Nha Trang. Quy là một tỉnh ở trên Nha Trang.